em nghe, trợ giúp coi. Dùng 4 phím mũi tên để lái xe. À đơn giản quá. À, ok hiểu rồi, màn 1 luôn. Điểm không, mạng 3, màn 1. Thì lái xe vậy đúng không? Thử coi. Dễ mà đâu có khó. Wow. Wow. Xem tí là ngã xe rồi. Tiến lên. Ai xem tí bắt đầu luôn bây giờ. Ồ qua màn. Ồ dễ quá. 1001 điểm. Màn tiếp theo. Tiếp tục. Bum. Wow, có giấc cây ghê thiệt. Lên trên luôn. Wow. Wow. Chân tay này dính rồi. Nhìn. Wow. Cẩn thận, cẩn thận. Có khúc cây. Nguy hiểm lắm. Chậm chậm mà chạy thôi các bạn ơi. Wow. Trời, chúi đầu luôn. Ghê thiệt. Qua wow, màn tổng điểm là 3001, màn vòng 2 là có 2000 điểm thôi. Yeah, giờ màn tiếp theo nha. Bắt đầu. Ta. Trời gì gấp ghê vậy? Oh my god. Rồi, xảy ra tai nạn. Thử lại, thử lại. Giờ mình phải chạy nhanh lên để qua được chú con nhặt đó. Rồi, xảy ra tai nạn nữa, thử lại thôi. Còn có một mạng thôi. Ơi ơi, lùi lại. Chú, để bay qua bên đây nè, thấy chưa? Thì ra là như vậy. Chúng ta phải từ từ mà cẩn thận thôi. Wow, xảy ra tai nạn luôn, game over luôn. À, chơi lại. Chơi lại thôi. Bây giờ tôi sẽ vào game chơi nha. Chơi. Chọn này. Hồi nãy màn 3 mà, chơi lại từ đầu rồi, có 7 màn tất cả. Chơi lại từ đầu rồi các bạn ơi, chờ tí nha, cô Lì đi lẹ, vòng 1, vòng 2 đó, vòng 1, 2 chứ, chơi dễ, không có khó. Rồi rồi sao không dễ đâu mà dễ, cũng khó gần chết nè. Tới phút đó thì chậm lại. Tăng tốc luôn. Người ta chạy mô tô luôn ghê thiệt. Wow. Ôi. Sao kỳ vậy, giờ vòng 1 cũng chạy không qua được nữa. Chắc tại con Lì do bóp da nhanh quá, chạy nhanh quá. Đó, thấy chưa. Thầy nhảy ra đúng lúc, không là tiêu quá. Cô Lì lầy quá, cô Lì chạy nhanh quá. Chạy lại đi. Ơi, tới màn 3 mà chơi không qua được. Giờ tới màn 1 cũng không qua luôn. Loại nào, cấp cấp quá. Có vẻ game này khá khó đó. Màn 1. Chậm thôi, cứ chậm chậm mà chạy. Cô Lì giờ cô Lì không cấp cấp nữa. Ôi kỳ vậy. Sao kỳ vậy ta. Sao giờ nó khó gì trời. Nãy thấy dễ lắm mà. Ôi. Cái bánh này sao nó cứ bị hoài luôn ta. Kỳ vậy. Cô này không tin cô này qua không được á.
loại nào? Vì tính ra game nào phải loại game khó rồi. Các bạn hãy đăng ký là thành viên của Cu Lì TV để là người nhận được những video đồ chơi và video game mới nhất nha. Chậm chạy thôi. Ôi, thôi xem đi tiêu rồi. Được rồi. Cẩn thận. Từ từ thôi nào, Cu Lì. Đó, cái này chậm chậm thôi, cái này nguy hiểm lắm. Những cái đồi dốc nè, rất là nguy hiểm. Thấy chưa, qua màn rồi. Màn tiếp màn số 2. Cái bánh xe sao nó hụt lại chứ. Đó, tốt đó, chạy nhanh nó qua được. Chơi luôn nha.
Thấy chưa, chạy nhanh phút đó là qua được. Cô này phải dây chạm. Cái góc này ghê lắm. Cái khúc đó cực kỳ kinh khủng luôn. Cái góc kinh khủng luôn. Và các bạn ơi, các bạn thấy hay cái game này mà hay á, thì like, share và đăng ký kênh Cooly TV nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video lần tới. Game siêu khó Nobita chạy ATV. Bye bye các bạn.